Xin chào, tôi là Ninh Như Lan Ngọc, sinh năm 1990. Tôi là một diễn viên và đã hoạt động trong nghề được 13 năm. Em bỏ vô túi được không? Thôi bỏ rồi. Chị vào trước câu đầu xong câu 2 mà hai đứa. Câu 3 là gì vậy chị? Là câu tiếp theo thôi hả chị? Em hát bè chính. Học được bè chính luôn mọi người, mà mình không có hiểu bè chính là sao hết. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông ấy vẫn hay đi về. Vậy thì em sẽ chọn chị Bốn. Mọi người ơi, bởi vì ở trên này bởi vì ở trên này đó là có một chú cún con. Ê, tóc màu này thử được không ta? Tóc màu này mình làm được hợp không ta? Màu cam nè. Màu cam là ok. Đâu mọi người ra thử trái thanh long này nè. Ừ, trái thanh long. Thử trái thanh long đi. Trang ơi, màu này được cho Trang nha. Được mà. Được mà, màu này ok lắm rồi đó. Còn yêu tin đang bóc hay đang cười? Màu đẹp ấy, thường kia. Anh Ngọc Roi vừa đây. Giơ tay là nó. Dạ đúng rồi, giơ tay đi chị. Và em quyết định là em sẽ đi đơn học. Em đi Úc. Ồ, thật hả? Đi Úc hả? Dạ, năm sau là chắc chắn là em đi. Em đi học diễn xuất à? Dạ đúng rồi. Và đây là cái giai đoạn mà chắc là sẽ nhớ nhau rất là nhiều. Xin được trân trọng công bố giải thưởng Chị Đẹp Tỏa Sáng Quiper đã thuộc về chị đẹp Ninh Dương Lan Ngọc. Xin chúc mừng Ninh Dương Lan Ngọc. Thực ra là cái tên Quiper này nó giống như là cái tên của em mới đặt riêng cho em cái giải thưởng này phải không ạ? Dạ em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ưu ái cho em. Cảm ơn các chị đẹp đã luôn yêu thương và chấp nhận em đến ngày hôm nay. Cảm ơn khán giả rất nhiều. Cảm ơn mọi người ạ. Oppo Find N3 Flip gặp để tỏa sáng. Tết đẹp, tối mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024, đón xem trên VTV3 và YouTube Giang Quanh Show.